Nhảy lên, nhảy lên. Ủa đồ để đâu rồi? Ờ đồ ở đây nè. Ê. Được. Đi đi thôi, dẫn sao? Giờ nó mở cửa chưa mới quan trọng. Mà kia đi trong off again. Nhớ là hết dáng rồi được. Mày xuống đây chơi tí thì mát ý. Nào được. Xuống nước mới bỏ vô được. Bữa nay lại không có mấy cái giá xúc xúc ha. Của cái resort bên đây. Hả?